Nghe Pháp xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn động từ être Như mình đã nói ở bài 1 Động từ này cùng với động từ avoir Là hai động từ được sử dụng nhiều nhất ở tiếng Pháp Động từ être tương đương với động từ to be ở tiếng Anh Bây giờ mình cùng bắt đầu nha On y va Cùng nhìn vào bản nội dung của bài 2 này Regardons le sommaire de notre cours aujourd'hui Bài giảng hôm nay được chia thành 5 phần. Phần thứ nhất, công dụng của việc sử dụng vẹp và être, l'utilisation. Phần thứ hai, chia động từ, conjugaison. Phần ba, chính tả, orthograph. Phần bốn, cấu trúc sử dụng, structure. Và cuối cùng là phần bài tập, exercice. Tại sao động từ être là một trong những động từ được sử dụng nhiều nhất ở tiếng Pháp? Công dụng của nó là gì? Mình cùng nhau khám phá nha! Đầu tiên, động từ être được sử dụng để giới thiệu mình, se présenter, ví dụ như mình là Dung, cô ấy là Nga. Hay động từ être được sử dụng để nói về quốc tịch, nationalité, như là chúng ta là người Việt Nam, bạn là người Pháp. Hay được sử dụng để giới thiệu về nghề nghiệp, profession, như là giáo viên, professeur, bác sĩ, médecin. Người bán hàng, vendeur hay được sử dụng để miêu tả người hay vật description pour une personne ou un objet như là cao hay thấp grand ou petit già hay trẻ vieux ou jeune hiền hay không hiền như là gentil ou méchant đây là một số ví dụ và tính từ mình cho các bạn để các bạn học thuộc và làm bài tập ở phần cuối của bài nha. Sau khi đã biết công dụng Utilisation của verb être, ở phần này mình sẽ nói về cách chia động từ. Nhưng trước khi mình sẽ nói qua về các đại từ nhân xưng ở tiếng Pháp. Đại từ nhân xưng ở tiếng Pháp gồm 3 ngôi, mỗi ngôi có số ít và số nhiều. Ví dụ như là để chỉ bản thân mình là ngôi thứ nhất, số ít là je. Để chỉ người mà mình đang nói chuyện, ngôi thứ hai, số ít, tu để chỉ người thứ ba mình đang nói về họ ngôi thứ ba số ít il hoặc là l il là để chỉ anh ấy l là để chỉ cô ấy tiếp theo là ngôi thứ nhất số nhiều để chỉ chúng ta là mình có thể sử dụng on hoặc là nu on là được sử dụng trong văn nói còn nu được sử dụng cả trong văn nói trong văn viết để chỉ ngôi thứ hai số nhiều các bạn có thể sử dụng vu là các bạn vu còn có thể được sử dụng cho ngôi thứ hai số ít khi mà bạn gặp một người mới để lịch sự thì bạn gọi họ là vu dù đó là ngôi thứ hai số ít tiếp theo ngôi thứ ba số nhiều il các anh ấy hoặc l các cô ấy Tùy theo các đại từ nhân xưng mà mình sẽ có cách chia động từ khác nhau. Tiếp theo chúng ta cùng xem vào bảng chia động từ ở thể khẳng định nha. Voici le tableau de conjugaison du verbe être. Je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes Ils sont. Elles sont. Còn ở thể phủ định thì nó sẽ trở thành je ne suis pas. Mình thêm ne pas. Và mình thêm động từ uh, ne pas ở trước và sau. Cái động từ être được chia thì Tu n'es pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. On n'est pas. Nous ne sommes pas vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. Các bạn có thể dừng slide này lại cho mình 5 phút để nhìn vào mặt chữ các đại từ nhân xưng và cách chia động từ, ghi chép lại và học thuộc lòng mặt chữ. Ở slide tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm. Ở slide này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc khi chia động từ être và giải thích chính tả một xíu. Ở thể khẳng định je suis chữ s khúc cuối này không có đọc nha các bạn. Je suis tu es chữ s khúc cuối cũng không đọc. Il est chữ l của chữ il nối vần qua chữ e là il est. tương tự elle est on né tận cùng của chữ e, n của chữ on nói qua thành ôn né nu sớm chữ s cuối của sơ mà không có đọc chữ s nu sớm vu z chữ s cuối của chữ vu nói qua chữ ơ dấu mũ chữ s nhưng mà đọc là z vu z il son el son còn có thể phủ định mình thêm ne pa trước và sau động từ chia thì je ne suis pas tu ne pas chữ e của ne khi gặp nguyên âm e của e thì trở thành n phẩy tu ne pas Il n'est pas. Tương tự, elle n'est pas. On n'est pas. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas. Ils ne sont pas. Elles ne sont pas. On va voir la structure de la phrase utilisant le verbe être et quelques exemples. ở thể khẳng định công thức là chủ ngữ cộng với động từ s chia thì cộng với tính từ hoặc là danh từ adjective u ở thể phủ định công thức là chủ ngữ cộng với lại ne pas và động từ động từ chia thì ở giữa ne pas tùy theo động từ chia thì bắt đầu bằng nguyên âm thì ne sẽ trở thành n phẩy sau đây là vài ví dụ voici quelques exemples Ví dụ thứ nhất, je suis Trang, tôi là Trang, để giới thiệu bản thân mình. Ví dụ thứ hai, tu es dentiste, bạn là nha sĩ. Ở trường hợp này sử dụng để nói về nghề nghiệp. Ở thể phụ định là tu n'es pas dentiste. Ví dụ thứ ba, elle est vendeuse, cô ấy là người bán hàng. Ở ví dụ phía trên, mình đưa ra ví dụ là vendeur, nhưng mà von der hay von der được ác D theo chủ ngữ là giống đực hay giống cái. Trong trường hợp này, Ile vendeur là anh, tây, anh ấy là người bán hàng, còn Wanderer là chỉ cô ấy là người bán hàng. thể phủ định là elle pas Wanderer, cô ấy không phải là người bán hàng. Tiếp theo, ví dụ thứ tư, on pas Con, chúng tôi thì không cao. Ví dụ thứ năm, địa chỉ quốc tịch, nous sommes français, chúng tôi là người Pháp. Các bạn để ý là chữ C có dấu méo ở dưới là CCD. Chữ C này để khi mà mình gặp chữ AES, mình sẽ đọc là C bởi vì CA sẽ đọc trong tiếng Pháp là ca, ví dụ như là camera, canon nhưng mà để đọc được thành C thì phải thêm cái dấu CCD ở phía dưới để đọc là Francais. Mình sẽ cố gắng thêm vào trong các ví dụ, các trường hợp đặc biệt như thế này. Để các bạn làm quen với lại những cái um, bản chữ cái mà trong tiếng Việt mình không có. Ví dụ tiếp theo, Vunet jeune, Bạn thì không trẻ. Như mình đã nói phía trên, VU. Vừa là chỉ ngôi thứ hai số ít, vừa chỉ ngôi thứ hai số nhiều. Khi ngôi thứ hai số nhiều thì chữ nè bạn thêm chữ s như là vế thứ hai của câu. Còn vu, khi mà bạn gặp một người lạ, một người bạn gặp gặp lần đầu trong phép lịch sự bạn họ gọi họ là vu. Nhưng mà họ là ngôi thứ hai số ít cho nên bạn không cần phải thêm s như là cái vế trước. Và ví dụ cuối cùng Ils sont américains, họ là người Mỹ. Une Je suis Teng. Tu es dentiste. Tu n'es pas dentiste. Elle est vendeuse. Il est vendeur. Elle n'est pas vendeuse. On n'est pas grand. Nous sommes français. Vous n'êtes pas jeune. Vous n'êtes pas jeune. ils sont Bây giờ mình bắt đầu phần bài tập nha. Mình sẽ có hai bài tập cho các bạn. Mục đích là để giúp các bạn làm quen, học thuộc cách chia động từ S, Nhớ cách sử dụng của nó trong các trường hợp như là giới thiệu bản thân, nói về quốc tịch, nghề nghiệp hay miêu tả. Chỉ có cách thực tập nhiều lần thì mình mới nhớ và thuộc lòng. Mình bắt đầu nha. Ở bài 1 này, mình có 6 câu, trong đó câu 1 là ví dụ. Bạn sẽ chọn động từ phù hợp. Như ví dụ 1, tu es hay tu as gentil. Thì ở trường hợp này mình dùng động từ être. Chia ở ngôi thứ hai số ít là tu es gentil. Trong 6 câu của bài 1 này có một số từ mới nhưng mà mình để các bạn đoán thử xem nghĩa là gì nha mình cho các bạn 30 giây rồi mình sẽ giải đáp. Các bạn làm thử nha. 30 giây bắt đầu. 30 giây kết thúc rồi, mình cùng nhau xem đáp án nha. Câu đầu tiên, tu es gentil. Câu thứ hai, nous sommes professeur. Câu thứ ba, je suis thaïlandaise. Thaïlandaise là người Thái. Chữ Y, các bạn để ý, chữ Y có hai chấm trên đầu là Y thay má. Khi hai nguyên âm đứng gần nhau, trong trường hợp này là nguyên âm A và nguyên âm Y đứng gần nhau, để việc phát âm chữ Y được nhấn mạnh và làm rõ, người ta sẽ thêm hai chấm trên đầu chữ Y là tay long des tay long tiếp theo vous êtes malaisien malaisien là người mã lai en son dentiste và cuối cùng on est médecin. L E S T là on est médecin. Bây giờ mình qua bài tập thứ hai nha. Ở bài tập thứ hai này, các bạn sẽ thấy 6 khung đỏ. Trong mỗi khung đỏ là vẹt bởi être ở dạng nguyên mẫu, vẹt bởi être à l'infinitif cùng với danh từ hay tính từ đi kèm. Còn bên dưới thì các bạn sẽ thấy sáu cái hình ảnh gợi ý miêu tả danh từ hay tính từ đó. Ví dụ như là trường hợp đầu tiên khi bạn thấy hình ảnh một chàng trai cao thì các bạn sẽ chọn ô đỏ thứ ba và chia vẹt bờ être ở je ở ngôi thứ nhất số ít là je suis grand. Bài này khó hơn bài trước vì nó đòi hỏi các bạn phải vừa chia động từ, vừa nhớ từ vựng vocabulary. Mình sẽ có 5 trường hợp để các bạn làm và cho các bạn 30 giây. Các bạn thử làm xem sao nha. 30 giây bắt đầu. đã xong 30 giây rồi, mình cùng nhau xem đáp án nha. Trường hợp đầu tiên, je suis con. Trường hợp thứ hai, il est professeur. Trường hợp thứ ba là một người bác sĩ, vous êtes médecin. Trường hợp thứ tư, đây là lá cờ của nước Pháp, là chỉ quốc tịch Pháp. Nous sommes français Trường hợp thứ năm bạn tên Dung, tư e Dung. Và trường hợp thứ sáu đây là lá cờ của Trung Quốc. Họ là người Trung Quốc. In song Chinois. Bài học hôm nay đã hết rồi. Mong các bạn có thể ôn bài và luyện tập ở nhà. Đây là những bước đầu rất cơ bản và quan trọng cho quá trình học tiếng Pháp. Vậy nha, hẹn các bạn ở bài học tiếp theo. Au revoir à la prochaine.